Yo, xin mến chào toàn thể anh chị em bạn hữu đang đón xem channel Không Giới Hạn New. Hôm nay đã là thứ 7 rồi đấy. Hôm nay là thứ 7. Thôi, nhạc nhẽo đau hết cả đầu, đã nói xong câu đâu. Một tuần đã trôi qua mà mình cứ ngỡ như là 7 ngày vậy. Và nhân cái dịp mà bạn hữu bốn phương rủ rê nhau làm món kẹo đường như là bộ phim đình đám Trò Chơi Con Mực, thì Không Giới Hạn New cũng xin trình làng một siêu phẩm cũng gây hoang mang không kém. Một chủ đề hoàn toàn mới từ những kỹ sư thiên tài nhưng lại chót có tình cảm sâu đậm về thế giới động vật. Vậy nên các anh đã dành hết tình yêu và niềm đam mê của mình để làm nên những siêu phẩm tưởng chừng như chỉ được thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Đó chính là những con robot mang hình hài động vật. Cũng là động vật nhưng lại ăn pin uống điện, thì liệu chúng nó có khác bọt gì với động vật chạy bằng cơm, chạy bằng thịt hay không? Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu luôn nhé. Lui! Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Số 1. Chó robot. Nhân vật đầu tiên luôn là nhân vật quen thuộc nhất với tất cả chúng ta. Không phải tự nhiên mà mấy con sen lại lấy boss của mình ra làm trò đùa đâu nha, mà đó là cả một tác phẩm khoa học đấy. Một con robot chó chưa rõ giới tính được tạo hình khá là ăn ảnh, với 4 cái chân giả nhưng mà lại rất là chân thật, vì chúng nó có thể tự đi, tự chạy và tự nhảy, lại còn thích trêu đùa đồng bọn nữa này. Từ việc leo lên mọi địa hình, kể cả là bậc thang, cho đến thám hiểm vào những hang động để thăm dò địa chất, không có việc gì khó mà mấy em robot chó này không nhúng tay vào. Đây là sản phẩm đến từ trường đại học Boston. Phải nói là những kỹ sư nơi đây đã rất thành công khi cho ra mắt những sản phẩm được lòng khách hàng như vậy. Đến khó như con ngựa robot dùng để thồ hàng dành cho quân đội sử dụng, hay đến cả một người giúp việc thông minh tận tình mà các anh ấy vẫn làm rất là tốt. Nó khủng khiếp thế chứ lị. Nói đến đây lại nhớ tới mấy anh cameraman bất hủ của chúng ta. Cũng chính nhờ mấy kỹ sư sáng tạo ra những con robot động vật này mà đã giúp các anh ấy có những thước phim chân thực để đời. Mong rằng với sự góp sức từ những anh kỹ sư chế tạo tài ba thì sắp tới các anh cameraman sẽ cho ra mắt nhiều siêu phẩm hơn nữa. Số 2. Cá đuối robot. Còn bây giờ thì các anh kỹ sư đang chọn cá đuối làm nhân vật tiếp theo. Và thế là một con cá đuối robot đã được khai sinh từ ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới, Harvard. Ngôi trường này luôn tạo ra những thứ khác biệt và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Con cá đuối robot này không ăn pin uống điện mà lại sử dụng năng lượng lấy từ cơ tim của một con chuột. Thật không thể nào mà tin nổi. Đây thực sự là một điều chưa từng có trong tiền lệ lịch sử của loài người. Đó là một con robot có trái tim đấy các bạn ạ. Vậy thì theo các bạn, nó có được gọi là một sinh vật sống hay không? Xin các cao nhân của channel Không Giới Hạn New cho ý kiến đấy, chứ mình thì mình cũng không biết đường nào mà lần. Nhớ comment xuống phía bên dưới nhé. Dù sở hữu kích thước siêu nhỏ chỉ có 1,5 cm và nặng chỉ có 10g thôi, nhưng mà giá của con robot này lại không hề rẻ một chút nào. Chưa cần tính đến bảng giá của tim chuột trên thị trường hiện nay là bao nhiêu tiền một quả, thì bên trong cơ thể của con robot này cũng đã có quá trời nhiều thiết bị được cấy ghép và một khung xương bằng vàng nguyên chất. Đấy, nghe đến vàng là đủ biết nó đắt như thế nào rồi đấy các bạn ạ. Con cá đuối này còn giá trị ở chỗ khi mà các cơ được kích thích bằng ánh sáng, chúng sẽ phối hợp cử động giúp con cá đuối bơi về phía trước. Mình tin rằng sản phẩm này sẽ tạo đà cho một cuộc cách mạng của ngành robot nói riêng và ngành tự động hóa nói chung. Đúng là trên cả tuyệt vời. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều dịp để gặp những con robot thế này hơn nữa. Số 3. Rắn robot. Khác với những em na chuyên đi la cà thì mấy em na robot này lại có vẻ được lòng người hâm mộ hơn, cơ bản vì chúng nó có cắn đầu. Và lần này mang đến cuộc thi sáng tạo của các trường đại học hàng đầu trên thế giới thì trường Carnegie Mellon thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ đã trình làng công nghệ một sản phẩm mang tên rắn robot. Nhìn thì có vẻ rất kỳ lạ và không có gì đặc biệt, nhưng mấy em na này lại rất được lòng mấy anh cứu hộ nhá, khi mà nó có thể giúp các anh luồn lách, chui rúc vào tất cả các xó xỉnh để tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Cụ thể là vào năm 2017, các em này đã giúp các công nhân chữ thập đỏ Mexico luồn vào những căn nhà bị sập để tìm kiếm những người sống sót sau một trận động đất mạnh đến 7,1 độ Richter. Vốn được các anh kỹ sư công nghệ khai sinh trong một thân hình mảnh mai, nên em na bằng sắt bằng thép này có thể di chuyển theo hầu hết mọi hướng. Nó luồn vào những chỗ chật hẹp nhất rất là bon mà không hề khó khăn. Đã thế, mỗi em còn được trang bị thêm một quả mắt thần của dương tiễn và một quả bộ đàm cực kỳ uy tín để thu âm nghe rõ như là chúng tôi là Đài Tiếng Nói Việt Nam. đó. Nhờ vậy mà chúng con có thể nghe được những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Quá là tuyệt vời phải không nào? Số 4. Rời robot. Nhắc đến máy bay không người lái thì chắc hẳn là các bạn sẽ nhớ ngay đến những chiếc flycam thân thánh giúp chúng ta quan sát mọi thứ từ trên cao mà không cần phải bay hay là trèo lên. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, flycam dần bị các dân chuyên chê ỏng chê eo bởi vì hình dáng thì cứng nhắc mà các cánh quạt quay thì nó lại nhanh quá, gây ra không ít tai nạn không đáng có. Và đó là lý do những con rơi robot cánh mềm này ra đời. Ý tưởng thì là như vậy, nhưng mà đời đâu phải muốn là được, bởi vì vấn đề lớn nhất của một con rơi hàng thật là cần tới 40 khớp xương để có thể vỗ cánh và bay lên. Nếu mà mô phỏng theo các em rơi hàng rìu thì em rơi phiên bản robot này sẽ quá to lớn và cồng kềnh. Vì vậy, sau một hồi ngâm cứu thử nghiệm, họ đã quyết định giảm bớt khớp nối xuống chỉ còn 9 khớp. Nói thì đơn giản, nhưng đó thực chất là một công việc không hề dễ dàng với hàng nghìn các thí nghiệm mô phỏng. Và đến lúc thử nghiệm thực tế thì... 3, 2, 1, go! Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi, ôi rồi ôi, xin chúc mừng đội nghiên cứu. Các anh cameraman đã xem. Số 5. Kỳ nhông robot. Thị trường robot về động vật vẫn rất là sôi động khi mà các loài lần lượt được lựa chọn để tạo hình. Và nhân vật tiếp theo lần này sẽ là một con kỳ nhông. Với bản chất là một loài bò sát, rất cứng đầu cứng cổ, chả hiểu nó có cái điểm gì mà lại khiến cho các nhà khoa học phải mất ăn mất ngủ đến như thế. Chưa kể với đó thì các nhà thiết kế đã phải sử dụng đến công nghệ X quang 3 chiều tại tổng cộng 64 điểm trên bộ xương của con kỳ nhông và tái tạo lại dưới dạng robot. Sản phẩm ra mắt với toàn bộ các khớp xương của nó đều được in 3D và một hệ thống điện tử phức tạp. Quá trình thực hiện kỳ công tỉ mỉ từng chi tiết đã cho ra một sản phẩm hoàn hảo đến nỗi giúp nó không chỉ đẹp mà còn rất được khi mà có thể vượt qua các địa hình gồ ghề tương đối dễ dàng. Nó lại còn biết bơi nữa đây này các bạn này, xịn xò chưa? Quan trọng hơn cả, sản phẩm này sẽ giúp cho các nhà khoa học giải mã được cơ chế hoạt động phức tạp của tủy sống khi tiếp nhận tín hiệu từ bộ não trên cơ thể người. Những nghiên cứu này giúp cho các nhà khoa học tìm ra phương pháp để kích thích tủy sống nhằm tái tạo lại khả năng vận động cho những bệnh nhân bị liệt. Số 6. Dán robot. Như để vất vả lại tí tiếng tăm cho dòng họ nhà Tiểu Cường thì Tiểu Cường phiên bản robot này lại rất được lòng người hâm mộ bởi chúng mang một sứ mệnh vô cùng là quan trọng. Vốn được sinh ra với một body nhỏ bé và một lớp vỏ cứng, tuy nhiên lớp vỏ tuy cứng nhưng rất dễ uốn, giúp chúng có thể chui qua những khe hở chỉ bằng 1/5 kích thước cơ thể bằng cách dang rộng hai chân. Và mặc dù đã ở thế không thoải mái chút nào nhưng chúng vẫn có thể chạy cực nhanh, trong mỗi giây có thể chạy được quãng đường gấp 20 lần chiều dài cơ thể. Lấy cảm hứng từ bộ kỹ năng trứ danh chỉ Tiểu Cường mới có này mà các nhà nghiên cứu đã tạo ra một Tiểu Cường phiên bản robot có kích thước bằng lòng bàn tay luôn cho nó oách. Lớp vỏ được làm từ nhựa dẻo, có thể uốn cong không kém gì bản gốc. Và giống như bản rìu thì bản robot này cũng có thể sử dụng bộ phận khác của chân thay vì bàn chân. Chắc chắn là với những cái bạn nào sợ dán thì sẽ không thích điều này một tí nào. Còn đối với đội cứu hộ và những người gặp nạn thì đúng là chỉ mong gặp được con Tiểu Cường này mà thôi. Cơ bản là vì chỉ có chúng mới có thể luồn lách và tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót sau thảm họa. Vậy nên hãy học cách làm bạn với Tiểu Cường dần đi các bạn nhé. Biết đâu đến một lúc nào đó không ai giúp bạn, ngoài mấy con này thì sao? Số 7. Lườn. Con lươn nó luồn qua lườn tôi. Con lươn nó luồn qua lườn tôi. Vừa đọc nhanh và nhiều lần câu này thì giờ đã gặp ngay lươn ở đây. Đúng là có duyên quá mà. Con lươn này cũng là lươn biết luồn nhưng lại không thể om chuối đậu vì nó là lươn robot. Chức năng chính của con lươn robot này là giúp con người có thể theo dõi và bảo trì được các hệ thống đặt sâu dưới đáy đại dương như là đường cáp quang chẳng hạn. Và cũng là để chụp ảnh chân dung chú cá mập nào ngứa răng cắn cáp để làm bằng chứng báo quan triều đình. Bạn lươn robot này được tạo ra với mục đích làm giảm áp lực dành cho các kỹ sư và chuyên viên phụ trách. Vì vậy, chúng có thể lặn sâu dưới đáy biển và đóng vai trò như một người thợ hàn thực thụ. Có được điều đó là nhờ vào đôi mắt full LED và phía đỉnh đầu gắn một camera thu nhỏ. Mình thấy đây là sản phẩm cần thiết nhất. Cứ mỗi lần đứt cáp quang là y như rằng quay đều trong vòng từ 2 cho đến 3 tuần lận. Hy vọng rằng là sắp tới Việt Nam chúng ta sẽ nhập thêm vài chục nghìn em lươn này về thả Biển Đông chúng nó trông cáp quang cho. Chứ để mấy con cá mập kia lộng hành thì hỏng hết, chả có mạng mà dùng. Nên là nếu như các bạn cảm thấy yêu thích chương trình ngày hôm nay và muốn Việt Nam đưa những con lươn này về thì hãy comment xuống phía bên dưới nhé. Cùng với đó là like, share và subscribe video này nữa. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau.